Chào các bạn, hôm nay thầy giới thiệu các bạn một cái bạch đẳng thức về phân nguyên. Thế thì bạch đẳng thức về phân nguyên là một cái dạng toán mà tương đối mới được các bạn học sinh, nhưng mà nó cũng có rất nhiều cái sự thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ bài toán sau chứng minh phân nguyên của hai x lớn bằng 2 nhân phân nguyên x với mọi x là số thực. Thì ở đây các bạn có thể kiểm tra điều này với những cái x cụ thể, chẳng hạn như các bạn có thể cho x bằng 2,7. Đấy. Thì lúc này ta sẽ có là gì? Phân nguyên của x là cái số nguyên lớn nhất mà không vượt quá 2,7, tức là đây là số 2. Đấy. Bây giờ ta tính 2 x thì các em lấy 2,7 nhân với 2. 2,7 nhân với 2. Là 5,4. Dẫn đến cái phân nguyên của x. Phân nguyên của 2 x thì sẽ bằng 5. Đấy, cái số nguyên lớn nhất mà không vượt quá 5,4 là 5. Vậy từ đây suy ra là phân nguyên của 2x trong trường hợp này là bằng 5, mà phần 2 nhân với phân nguyên x bằng 4, như đó là sẽ nhỏ hơn hay lớn hơn. Lớn hơn 2 nhân phân nguyên x. Đấy, trường hợp này lớn hơn, còn một số trường hợp sẽ xảy ra cho bạn, chẳng hạn như x bằng 2. Thì lúc này 2x là bằng 4. Vậy trong trường hợp này ta sẽ suy ra được là phân nguyên của 2x bằng 2 nhân phân nguyên x. Đây, bạn nha. Và trường hợp này sẽ đợi bạn, và giúp chúng ta chuyển sang chứng minh bạch đẳng thức này. Thì ở đây là xét cho x ra cái số thực bất kỳ. Ở đây thầy kiểm nghiệm bằng một ví dụ thôi. Còn chứng minh thì các em phải xét cho trường hợp bất kỳ đấy. Thì lúc này ta có thể giả sử là phân nguyên của x là bằng n. N là số nguyên. Đấy. Thì lúc này theo tính chất phân nguyên thì ta sẽ có là x sẽ lớn hơn bằng n. Tính chất phân nguyên. Vậy từ đây ta sẽ suy ra là 2x sẽ lớn bằng 2n. Và hàm phân nguyên là hàm không giảm, do đó ta suy ra phân nguyên của 2x sẽ lớn bằng phân nguyên của 2n, mà 2n là cái số nguyên. Đấy, đây là số nguyên, cái thuộc z. Do đó phân nguyên của một số nguyên là bằng một cái số nguyên, tức là bằng 2n. Mà n được thay bởi phân nguyên x, vậy từ đây ta sẽ suy ra phân nguyên của 2x lớn hơn hoặc bằng 2 nhân với phân nguyên x. Đấy. Tức là cái bạch đẳng thức này đúng. Và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi, theo các em, dấu bằng xảy ra khi vị trí khi nào? Khi cả cái dấu bằng ở đây xảy ra, tức là x bằng n. Đấy. Tức là gì? Tức là phân nguyên x bằng n thì x phải là số nguyên. Tức là khi vị trí khi là x
là một cái số nguyên thuộc integer. Bài này thầy thấy cái số 2 bởi số 3 thì kết quả vẫn đúng này. Thấy cái số 2 bởi số 3 thì kết quả vẫn đúng. Tức là ta vẫn có tương tự như vậy, ta sẽ có là gì? Phần nguyên của bài sẽ lớn bằng 3 lần phần nguyên x. Một cách tổng quát, ta thấy số 2 bởi số n thì ta sẽ có là phần nguyên của nx, với n là số tự nhiên. Nx thì sẽ lớn bằng n phần nguyên x. Với x là số thực bất kỳ, còn n là số tự nhiên. N là số tự nhiên. Các bạn nhé, thì cái bất đẳng thực phân nguyên như thế này cũng khá thú vị. Thì sau này thì sẽ có những cái sử dụng bất đẳng thực phân nguyên, chúng ta sẽ giải một số bất phương trình về phân nguyên cũng khá thú vị. Các bài toán phân nguyên thì thỉnh thoảng gặp ở các cái đề thi học sinh giỏi ở cấp tỉnh lớp 9 hoặc lớp 10, lớp 11, lớp 12, thì sử dụng tính chất phân nguyên để giải toán thì rất thú vị. Có rất nhiều bài toán, thì hy vọng rằng các bạn qua bài học này và các bạn có thể tìm tòi thêm nhiều bài toán đẹp về phân nguyên nữa để xây dựng cái lâu đài toán học của các em ngày càng phong phú, nguy nga, tráng lệ, đầy đủ. Kênh của thầy là Math Teacher nhỏ, các bạn thầy nhỏ đấy, thì các bạn đăng ký kênh để cập nhật các bài học mới nhất nhé. Cuối cùng chào các bạn.